các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của Ben Quy với mạng sản phẩm là MX525. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành giới thiệu đến các bạn cái chiếc máy chiếu này. Thì đây là cái chiếc máy chiếu được sản xuất trên công nghệ DLB với kiểu dáng kích thước khá là gọn. Mặt trước của cái chiếc máy chiếu này là nơi bố trí của cái cụm đèn chiếu cùng một cái con mắt điều khiển nhận tín hiệu điều khiển từ remote, được bố trí ở khu vực bên tay phải. Bên tay trái là nơi bố trí của những cái khe tạo sự thông thoáng cho cái quạt tản nhiệt đặt ngay bên trong ở đây, để giúp cho các thành phần linh kiện bên trong cũng như là bóng đèn được hoạt động mát mẻ hơn trong quá trình sử dụng. Và ở đây chúng ta có thêm một cái logo của Ben Quy. Ở hai cạnh bên của chiếc máy chiếu này không có gì đặc biệt ngoài trừ những cái khe tạo sự thông thoáng và hỗ trợ cho cái quạt tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng. Ở mặt sau của chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 này là nơi bố trí của những cổng kết nối chính. Ở đây chúng ta có một cái cổng RS232, một cổng USB, hai cổng Tuto In, một cổng Monitor Out, một cổng HDMI, một cổng S Video, một cổng Video và hai cổng Audio, một In, một Out. Và cuối cùng đó là một cái cổng nguồn để gắn dây nguồn và cấp nguồn cho cái chiếc máy chiếu này hoạt động. Cổng này cũng khá là quan trọng bởi vì không có nó thì cái chiếc máy chiếu gần như không hoạt động. Rồi, ở mặt dưới của cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 này là nơi bố trí của những chân chống trường, những cái con ốc để bắt và treo cái chiếc máy chiếu này lên giá, cũng như là một cái chân có thể vặn ra và vặn vào để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh nâng hạ cái phần đầu của máy chiếu khi chúng ta đặt máy chiếu lên một cái mặt phẳng. Rồi, mặt trên của cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 là nơi bố trí của cái cụm nút menu chính. Thì đây là cái cụm nút giúp chúng ta có thể dễ dàng điều khiển khi chúng ta không sử dụng remote. Và ở cái gần phần đầu cái phần cụm đèn chiếu thì chúng ta có hai cái bánh xe, một cái bánh xe để điều chỉnh cái độ focus và một cái gần gạt này để điều chỉnh cái độ zoom cho cái hình ảnh của đèn chiếu khi phát ra trên màn chiếu. Thì trên cái chiếc máy chiếu này nó cũng có thể phân ra thành nhiều khu vực ở mặt trên như bạn thấy. Thì đây là những khu vực bạn có thể mở lên và thay những cái thành phần linh kiện bên trong, đặc biệt là cái bóng đèn chiếu khi nó hết cái tuổi thọ. Thì mình xin nói sơ qua một vài những cái thông số kỹ thuật của cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 này. Thì đây là cái chiếc máy chiếu được sản xuất trên công nghệ DLB mới nhất với cái khả năng hỗ trợ 3D. Bóng đèn chiếu của Ben Quy MX525 có cường độ sáng là 3200 NSI lumen, tỷ lệ độ tương phản là 13.000 phần 1 và có thời gian sử dụng lên đến là 10.000 giờ chiếu, vô cùng là ấn tượng. Thì trên cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 này còn được trang bị thêm cái công nghệ là Eco Smart. Đây là cái công nghệ giúp cho cái chiếc máy chiếu của chúng ta trở nên thân thiện với môi trường hơn, cũng như là tiết kiệm được hơn 70% năng lượng điện tiêu thụ khi sử dụng. Thì khi mua một cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 này thì chúng ta còn nhận thêm được một vài những cái thành phần phụ kiện đi kèm. Thì đây là những cái phụ kiện đi kèm với cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525. Chúng ta có một cái chiếc remote nhỏ phong xì tông với cái chiếc máy chiếu này, một cái cọng dây nguồn để cấp nguồn cho chiếc máy chiếu hoạt động, một cái cọng dây Vega 2 đầu, cũng như là một cái sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, những cái thứ tiếng mà không có tiếng Việt, một cái đĩa driver cũng như là một cặp pin 3E để gắn vào remote và sử dụng. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái chiếc máy chiếu Ben Quy MX525 này, bạn có thể gọi điện trực tiếp cho Vida qua cái số hotline 0902 799 186, và có thể đến trực tiếp tại Vida ở hai địa chỉ 27 Tân Phước phường 6 quận 10 hoặc là 105 Trần Quang Khải phường Tân Định quận 1 để được các nhân viên của Vida tư vấn cũng như là giải thích một cách tận tình nhất. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. We'll be right back.